quý vị trong chương trình Gia đình Tài Tử ngày hôm nay. Xin chúc cho tất cả quý vị một cuộc chơi thật vui và có rất nhiều tiếng cười. Một tràng pháo tay nữa dành cho tặng tất cả quý vị. Còn bây giờ thì Quỳnh Linh xin chào đón thành phần ban giám khảo. Chào đón nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, nhạc sĩ Lê Quang và 50 vị khán giả rất khó tính trong trường quay. Cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị. Xin cảm ơn. Và bây giờ, Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với đội đầu tiên. Họ sẽ xuất hiện trên màn hình. Kế thừa nghệ thuật hát chầu văn từ ông cố nội là nghệ nhân dân gian Đặng Trần Thành, nghệ danh Quốc Sử. Nguyễn Hiền, thành viên của nhóm Monochrome, có khả năng chơi nhiều nhạc cụ dân tộc như đàn nguyệt, trống ban. Đến đời Hiền, đã là đời thứ tư của gia đình theo môn nghệ thuật này. Đàn sen trong con người cậu là hai dòng âm nhạc hoàn toàn khác nhau. Và để cân bằng được hai dòng âm nhạc, đó là điều Hiền trăn trở. Đến với ban nhạc Monochrome, gồm nhiều thành viên trẻ tuổi đến chủ yếu từ Lâm Đồng. Trái với dòng nhạc đậm truyền thống dân tộc của gia đình, dòng nhạc Hiền chơi với ban nhạc thật sôi động và trẻ trung. Hãy cùng chờ đón sự bất ngờ từ Monochrome. Ông bây giờ già, ông cố giờ già gần xuống lỗ rồi vẫn còn phải học chứ không thể nào ấy được. Quan trọng như cần nhất lúc nào cũng phải học. Mình đã hay nhưng còn có người hay cái khác, mỗi người nó cũng một vẻ, cho nên con phải cố gắng học hỏi. Trong bài bản năm bốn đẻ con phải học hỏi những các nghệ nhân bề trên. Chào các hoàng tử xinh đẹp và một cô công chúa. Lý do tại sao chúng ta lại đặt là Monochrome nó có ý nghĩa như thế nào? Kính thưa anh Linh cùng ban giám khảo cùng các bạn, tụi em thì đều thích những cái màu trắng và đen. Monochrome có nghĩa là những cái gam màu nó đơn sắc. Và thêm một phần nữa đó là cuộc sống này thì nó quá là phức tạp đi rồi. Thì cũng muốn sử dụng cái tên Monochrome để đơn giản hóa mọi việc. Chúng ta hãy suy nghĩ mọi việc một cách đơn giản nhất thì nó sẽ đem lại những cái thành công tốt hơn. Tôi nhìn thấy đội hình này tôi thấy có cái gì nó quen quen nha. Hình như một bộ phim tôi đã xem rồi phải. Bạch Tuyết bảy chú lùn. Nó quen quen nhưng mà các chú đây không có lùn. Chú nào cũng đẹp trai hết. Cô Bạch Tuyết, bạn đến với âm nhạc từ năm mấy tuổi? Dạ thật ra thì gia đình em cũng theo truyền thống âm nhạc cho nên là từ nhỏ đã đi hát rồi ạ. Bạn hát từ lúc mấy tuổi? Dạ chắc là từ mẫu giáo ạ. Mẫu giáo đã hát rồi. Gia đình bạn thì ai tham gia nghề âm nhạc nào? Dạ thì ba mẹ đều đi theo đàn ca tài tử ạ. Đàn ca tài tử tức là hát cải lương á hả? Dạ. Ủa sao tại sao bạn lại đi nhạc? Dạ em cũng biết tại vì ba mẹ em cũng muốn hướng em đến đàn ca tài tử nhưng mà chắc là do em thích cái thể loại nhạc hiện đại hơn ạ. Thường ta nói rằng là những cái câu hò điệu lý, những cái câu dân ca, những cái bài ca giọng cổ đó, nếu như trong nhà ta có một nghệ nhân nào hát thì nó đã ăn sâu vào máu, ăn sâu tiềm thức rồi. Vậy thì ngày nào cũng nghe như vậy, không lẽ chúng ta không động lại điều gì trong đó? Dạ có chứ, em vẫn biết hát vọng cổ và dân ca ạ. Biết luôn hả? Rồi bây giờ công chúa hát giọng cổ nghe mới lạ này nha. Chúng ta cho nàng pháo tay ra. Ai đã cùng em thề câu nguyện ước, chầu cao mâm quả đưa sang đàn trai đón dâu về. Chim quen có bạn có bầy, nợ sao anh để lẻ bay lòng em. Có thương có nhớ quê nhà, về mà nghe giọng cổ nhớ hoài tình em. Ngọt quá trời ngọt luôn. Lần nữa chào đón Monochrome đến với ngày nay. Và bây giờ sẽ là hình ảnh của đội thứ hai. Xin mời quý vị chúng ta hướng về màn hình. Là sinh viên đến từ nhiều trường khác nhau, nhưng năm chàng trai này đều có chung một tình yêu với âm nhạc. Chính vì vậy, các hoạt động văn nghệ hay những buổi giao lưu giữa sinh viên của các trường không bao giờ vắng họ.
Những buổi diễn đó vừa là cơ hội để các bạn trẻ này thỏa đam mê, vừa là cơ duyên để hình thành nên một nhóm nhạc Emino. Thành lập mới hơn một năm, nhưng các thành viên của Emino luôn gắn bó với nhau. Dù chỉ có một thành viên theo học nhạc, nhưng các thành viên khác luôn hỗ trợ bạn mình trong mọi kỳ thi. Sau niềm đam mê âm nhạc, các bạn trở về với gia đình, người thân. Vì học các trường khác nhau nên thời gian tập luyện của Emino cũng rất hạn chế. Những buổi tụ họp tại nhà cũng không bao giờ đầy đủ các thành viên, nhưng không vì thế mà thiếu đi sự ấm cúng. Nụ hôn thơ ngây chào em rồi, nuôi hoài giấc mơ. Sự quan tâm, động viên của những người thân là động lực rất lớn cho Emino bước vào cuộc thi gia đình tài tử lần này. Chào các bạn. Lại thấy các bạn nấu ăn giỏi quá. Ai nấu ăn ngon nhất? Dạ em không biết, nhưng mà bữa đó là em nấu. Nói chung nội trợ cũng tốt đúng không? Dạ đúng ạ. Bạn thấy người nội trợ bây giờ nó quan trọng như thế nào đối với gia đình? Cuộc sống bây giờ có rất nhiều cái sự bận rộn, ai cũng có công việc riêng. Ví dụ như ai rảnh được thì nội trợ giúp cho những người khác thì như vậy là tốt. Rồi bạn là đội trưởng hả? Dạ không ạ, bạn... Nãy giờ nói tưởng là đội trưởng. Lý do tại sao lại bầu bạn làm đội trưởng? Dạ tại vì là em là một trong những người đầu tiên thành lập ra nhóm. Bạn đang làm ngành nghề gì? Dạ hiện tại em đang là sinh viên của năm cuối của trường Đại học Công nghệ, ngành thiết kế nội thất. Ta không tập trung từ thiết kế nội thất đi, lúc này thì thiết kế nội thất có tiền nhiều lắm, tự nhiên qua âm nhạc như vậy. Dạ không, thì cái này là đam mê của mỗi người thôi anh. Xin hỏi bạn cái bên là gì? Là bạn thôi đúng không? Bạn thấy nhóm này chơi có máu lửa không? Dạ rất là máu lửa. Dạ. Còn chị cái bên ẩm con? Dạ là chị của đội trưởng. Rồi chào chú ạ. Chú là gì của nhóm? Tôi là ba của trưởng nhóm. Con mình nó vừa đang học đại học, nó đi chơi âm nhạc rồi nó bỏ bê việc học rồi nữa, việc học có gì nó trục trặc thì chú có lo không? Thì vừa rồi em nó vừa mới xác định đó. Dạ. Chọn 2 điểm để thi đại học là 1 điểm và phải xong cái đó. Còn cái kia tùy tùy chọn cách nào đó, cái nào thích thì đi, cái nào mà đúng thì tới. Tôi không cản điều nào cả. Và đây là một cái sân chơi rất tốt. Mặc dù tôi không phải là người yêu âm nhạc, nhưng tôi xác định một điều, đây là một sân chơi rất bổ ích cho thanh thiếu niên. Và mong rằng có nhiều cái chương trình cho các em để chúng ta xóa đi những cái mặt trái của xã hội mà các em đang phải đối diện. Cảm ơn chú rất nhiều. Chúng ta vừa giao lưu với hai đội, còn bây giờ thì Emino và Monorom sẽ bốc thăm xem đoàn nào thi trước và đoàn nào thi sau. Xin mời đại diện hai đội. Emino là đội thi đầu tiên và Monorom đội thi thứ hai. Chúc các bạn thành công. Trái thơ rằng hết cho em người đã vô tình.
sao trái tim bao tháng năm còn lay lắt bên lề. Mọi niềm rơi trong nỗi buồn hay là tan trong lơ là cuộc đời như con đường cuốn trôi dạt về đâu. Con sông cô đơn giữa muôn trùng quên lãng, dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao đam mê mãi nơi này, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sâu, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Để người yêu hỡi xin tan trong một tay, giữ chặt nhau cho yêu dấu đông đầy. Nếu thời gian dừng lại nơi đây, chẳng hề biết đâu tình yêu anh đã. Chào em rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần cho điểm từ 50 khán giả. Số điểm bắt đầu. Tám mươi tám điểm từ khán giả dành cho các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nghe lời nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Chào các bạn. Trước tiên là các bạn chọn một bài hát rất dễ thương, rất hay. Các bạn đã diễn hết mình, thấy được cái khát vọng của các bạn trong âm nhạc. Tuy nhiên còn rất nhiều những cái điểm đáng phải lưu ý. Thứ nhất là về hát, các bạn hát quá bạch thanh, hát quá tự nhiên. Cái âm thanh nhất là của bạn lúc đầu thì lên cao thì bạn gào và xuống thấp thì không tới, bởi vì là hơi không chắc, vị trí không có và bạn hát rất là tự nhiên, nhưng người ta kiểu người ta nói bằng âm nhạc, cái đó chưa phải là người hát. Em đã biết bao ngày yêu em thì không phải hát. Đấy, ví dụ là như thế. Em đã biết bao lần yêu em. Đấy mới là cái chỗ để mà cho âm thanh ra. Nhưng mà ở đây các bạn rút kinh nghiệm, tất cả các bạn khác đừng có tiêm. Con tim là con tim, tại sao lại là con tiêm? Không thể bắt chước tất cả những cái mà phát âm không chuẩn tiếng Việt. Chúng ta không có con tim. Không có ê đúng không? Không có tim. Là tim, trái tim chứ không phải là trái tim. Bạn hát từ sau thì có vẻ là bạn bạn biết hát hơn một chút, chắc là bạn cũng hát tương đối nhiều. Tuy nhiên là khi lên cao bạn cũng bị vấp phải cái bạn không mở được khẩu hình lên, cho nên là âm thanh của bạn bị khi lên cao bạn hơi bị để âm thanh vào sâu. Cô sẽ nói để em biết thế nào là sâu. Ví dụ hát là ơi là âm thanh ra ngoài, ôi đặc biệt là âm thanh vào sâu, đúng không nào? Hoặc là ơi là các bạn đưa vào mũi. Cùng là một người hát, cùng là âm thanh, cùng là một nốt, nhưng nếu ta không để đúng cái vị trí thì nó sẽ bị sâu và sẽ rất vất vả cho các bạn hát. Cảm ơn các bạn vì bài hát rất hay. Xin mời nhạc sĩ Lê Quang. Nghe tụi em hát thì anh nghĩ là giống như đang ngồi ở cà phê bệt ở công viên thôi. Nhưng mà rõ ràng là các bạn cũng có một cái lửa nhiệt tình để mà đến với âm nhạc. Nhưng tuy nhiên chúng ta phải dấn thân vô một tí, tập trung vô một tí. Bây giờ các bạn còn đi học, một ngày không tập được 2 tiếng hay là 4 tiếng thì chúng ta tranh thủ lúc nào chúng ta ngồi nơi đâu, chúng ta thư giãn, chúng ta lấy đàn để chúng ta tập. Tại vì khi các bạn tập nhiều, cái
độ điêu luyện nó càng có, cái ngón tay các bạn nó sẽ rất là mạnh mẽ, và khi chúng ta bấm như các bạn bấm hay các bạn đánh là rất là dễ bị tạt nốt. Nên vì là anh khuyên các bạn, nếu các bạn muốn đi con đường xa, thích âm nhạc thì chúng ta nên luyện tập nhiều hơn nữa. Và Lê Quang nói khẳng định rằng các bạn bây giờ tập thì 1-2 năm nữa các bạn thấy điều đó là điều đúng, và lúc đó ta sẽ mạnh mẽ hơn và chúng ta sẽ chuyên nghiệp hơn bây giờ rất nhiều. Và bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo chuyên môn bắt đầu. Và 90. Tổng số điểm dành cho các bạn là 268 điểm. Các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ khán giả với đội Monochrome. Bắt đầu.
72 điểm dành cho các bạn. Rất nhiều đèn đỏ. Và chúng ta sẽ nghe xem những bạn đèn đỏ cảm nhận như thế nào. Rồi, xin mời bạn đèn đỏ đầu tiên. Dạ, xin chào mọi người. Em có một góp ý nhỏ, đó là về phần bạn nữ hát thì em chưa có nghe được rõ lời và hay bị đứt khúc, tức là hát không có liền mà đứt từng khúc ra, gây cũng như là mất hứng vậy anh. Và thêm một cái nữa là lên những cái đoạn mà lên cao, lên giả thanh đó, thì lên không có tới. Em chỉ góp ý vậy thôi. Bạn đến từ đâu? Dạ, em đến từ Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bạn có thể hát một đoạn nào đó tặng mọi người. Hát đoạn nào đó để chứng minh được rằng là khi mình góp ý người khác thì mình hát coi người khác sẽ góp ý lại à. Mời bạn. Voi che sapete che cosa amo torni vedete se ho lui nel cuore torni vedete se ho lui nel cuore. Cảm ơn bạn đến từ Nhạc viện. Yên tâm, Nhạc viện góp ý nhiều lắm, không sao ha. Rồi bây giờ chúng ta nghe những người này góp ý mới dữ nữa nè. Xin mời bạn giám khảo chuyên môn. Thật sự thì Lời Hoa không có cảm xúc gì trong cái tiết mục này hết. Nếu nói để hoàn thành nhiệm vụ thì chỉ có một cái saxophone là được khoảng 80%. Khi bạn xuất hiện á, bạn cố ý là xuất hiện từ trong đi ra, thì cái xuất hiện của bạn với cái sự biểu diễn của bạn thì nó không có hợp với cái đoạn mà người saxophone bạn xuất hiện. Người saxophone xuất hiện nó phải đặc biệt và tất cả mọi ánh mắt, tất cả phải dồn về bạn. Đó mới gọi là sự xuất hiện. Nên chăng là để gian tấu bạn xuất hiện từ dưới hàng khán giả đi lên cũng được, nhưng đó là sự xuất hiện đặc biệt. Lại quan góp ý bạn để mai mốt mình có cái kinh nghiệm để mình biểu diễn ha. Còn riêng về ban nhạc thì rõ ràng là hôm nay chúng ta không chơi tốt một tí nào cả. Bạn Pino thì chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình là đệm thôi. Trống thì anh cũng sẽ chờ đợi, tại em là người đánh trống Chầu Văn. Tại vì Chầu Văn là cái trống nó săn cớp rất là nhiều, nhưng mà khi mà em báo á thì là cái tay của em phân bổ không có điều, rất là vụng. Nên vậy là lúc nào cũng bị thiếu hụt. Trước khi mà em vô sân ban là cái tâm của em là bị thiếu hết. Nên vậy là em phải coi lại về cái tay chân của mình á, phối hợp. Em phải phối hợp chưa kỹ. Còn bạn guitar thì rõ ràng là bạn chỉ loay hoay chỉnh cái mấy cái dụng cụ của mình thôi, chứ bạn không có đờn gì hết. Thật sự ra không có đờn. Đấy, khi mà bạn chỉnh, Lê Quang đã nói rồi là sẽ bị giống như 20 năm trước. Các ban nhạc của Lê Quang hồi xưa 20 năm trước chơi là bị tình trạng này. Lê Quang không nghĩ rằng 20 năm sau với khoa học kỹ thuật, với sự tiếp cận với nền âm nhạc thế giới mà chúng ta lại loay hoay dụng giống như 20 năm trước nữa, thì rõ ràng Lê Quang thất vọng. Và anh hy vọng rằng câu chuyện 20 năm sau như tụi em bây giờ, chúng ta phải rút kinh nghiệm chuyện đó, đừng để chuyện đó xảy ra nữa nha. Cảm ơn em. Và xin mời nghệ sĩ Như Thanh Hoa. Chào các bạn. Trước tiên là các bạn nhìn đội ngũ của các bạn rất là ưa nhìn, rất là đẹp. Đẹp quá, ai cũng đẹp mà. Có lẽ không nói nhiều nữa, chỉ có một chút thôi để dành riêng cho bạn hát, cũng đây là sự chia sẻ giúp bạn. Bạn có hiểu tại sao mà không rõ lời? Ví dụ như là chỉ một thử một chữ thôi. Giá lạnh, không biết là giá gì. Cái giá lạnh của bạn không rõ chữ lạnh, bởi vì bạn khép chữ rất chậm. Giá lạnh, nó mới ra chữ lạnh. Lạnh, không cái chữ gì hết nhá. Đấy là một cái để rút tất cả những kinh nghiệm. Khi dấu nặng thì ta phải khép sớm hơn một chút để cái nó tròn chữ, sau đó ta ngân lên. Cái thứ hai là bạn rất là dại. Khi hơi của mình đã không chắc mà bạn lại dùng chữ U. Khi mà đưa là xuất tin ấy, được là giả thanh, thì ta thường là dùng chữ A. U thì nó khép âm và rất là khó, và vừa tốn hơi mà vừa không tới nốt. Ví dụ như là A thì để đâu nghe tiếng U. Bản thân cái mồm của bạn đã làm cho cái âm thanh của bạn nó bị khép lại. Tặng bạn hai thứ đó để lần sau không mắc lại. Cảm ơn các bạn. Tức là giả thanh dùng chữ A, đừng dùng chữ U. U thì bạn không thể mở được, mà khi bạn nó cụp xuống thì làm sao thanh ra được nữa. U cụp xuống khó, đó, không ra khó, hơi. Nó đúng khó rồi. Hơn, và bạn phải rất tốn hơi. Nếu hơi không chắc thì sẽ bị mờ tiếng và sẽ bị tụt, không tới nốt. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Bắt đầu.
88 và 90. Tổng số điểm các bạn có là 250. Còn bây giờ sẽ là tổng số điểm của hai đội. Mogrom là 250 điểm và đội Mỹ Thứ là 268 điểm. Chúc mừng các bạn. Xin mời ban giám khảo cho lên trao chứng nhận cho đội Monogram. Chương trình gia đình đại tử được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty MTV thực hiện. Đến đây xin phép được tạm dừng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.